Xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ kênh mình trong thời gian đã qua. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái combo cho ngộ không, nào là bán ngọc, nào là trang bị đi rừng và trang bị đi top cũng như là phù hiệu luôn. Và combo này các bạn có thể là đi sân từ thấp lên cao cũng như là từ đồng cho đến cao thủ luôn. Và đầu tiên thì chúng ta đi vào cái phần bán ngọc nhé. Phần băng ngọc đỏ thì chúng ta sẽ lên là tỷ lệ chi mạng và sở thường chi mạng cho mình. Tỷ lệ chi mạng là 0.7 và sở thường chi mạng là 3.6. Chúng ta sẽ lên cho mình 10 viên cho băng ngọc đỏ luôn. Và về phần băng ngọc tím á, thì chúng ta sẽ lên cho mình là 2 viên hút máu cho mình. 2 viên hút máu nha. 1.6 đó. Và 8 viên còn lại thì chúng ta sẽ lên là tỷ lệ chí mạng và máu tối đa. Tỷ lệ chí mạng 0.5 cũng như là máu tối đa là 60. Chúng ta sẽ lên như vậy. Và về vàng băng ngọc lục thì chúng ta sẽ lên công vật lý và xuyên giáp nhé. Lên như mình là 10 viên luôn, công vật lý và xuyên giáp nè. Công vật lý 0.9 và xuyên giáp là 6.4. Và khi hoàn thành thì chúng ta sẽ có là công vật lý là 9 và máu tối đa là 480, tỷ lệ chi mạng là 11%, xuyên giáp là 64, hút máu là 3.2% cũng như là sát thương chi mạng là 36%. Và vì phần trang bị cho Ngộ Không thì chúng ta sẽ đi vào cái phần trang bị đi rừng. Chúng ta sẽ lên một cái trang bị đầu tiên thì chúng ta sẽ cầm chừng chì và lên kiếm chi hồn để đi rừng. Và cái shop thứ hai chúng ta sẽ lên một cái đôi giày, đó là giày kim cương cho Ngộ Không nhé, thì kháng những cái hiệu ứng cũng như là giáp phép và tốc chạy nội tại. Và cái shop thứ ba chắc chắn chúng ta sẽ lên một cái thanh kiếm để nhận thêm công vật lý cũng như là tỷ lệ chí mạng đó các bạn. Và cái shop thứ tư thì chúng ta sẽ lên cho mình là song đao bảo tháp cho Ngộ Không để nhận một cái lượng chí mạng và kháng hiệu ứng luôn, tốc chạy đồ các kiểu. Và cái shop thứ 5 đó là một cái tương xuyên phá cho mình để nhận thêm công vật lý cũng như là nghiền nát đối phương. Và cái shop cuối cùng chúng ta sẽ lên một cái ST cao, công vật lý cao, đó là một cái nanh Phoenix. Đây là bộ trang bị mà đi rừng mà rất là hit cho Ngộ Không, mà các bạn có thể là cầm đi rừng ok, không thành vấn đề gì. Và cái bộ trang bị thứ hai đó là bộ trang bị đi top cho Ngộ Không. Thì đi top thì chúng ta sẽ không cầm chừng chì, chúng ta có thể là cầm bộc phá và chúng ta sẽ lên cho mình thanh kiếm ở cái shop đầu tiên. Các bạn có liều lĩnh cũng như là chơi một cái rank cao hơn thì các bạn có thể là dùng cái chí của mình, đó là xài những cái răng tay, nó giảm một cái lượng vàng cũng như là nhận tỷ lệ chi mạng nhanh. Khi mà chúng ta lên hoàn thành một cái kiếm á, thì nó khá là chậm và cái lượng vàng á, nó cao, thì chúng ta sẽ dùng cái găng tay, còn không thì các bạn sẽ lên thánh kiếm. Và cái shop thứ hai đó là một cái đôi giày giày kim cường cho mình. Và tương tự cái shop thứ ba là chúng ta sẽ lên là một cái song đao bảo táp nha. Và cái shop thứ tư thì chúng ta sẽ lên một cái kiếm Murisa để khắc đỡ đồ, đánh cho nó phê nha. Và cái shop thứ năm đó chính là một cái nan ferrite để nhận thêm công vật lý là 200. Và những cái mục tiêu mà mình hướng đến đó là dưới 50% sẽ chịu sát thương thêm là 30%. Và tội giả tài cũng như là nội tài của Ngộ Không duy nhất mà khi chúng ta sử dụng là nan Phoenix. Và cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng là một cái món thủ của mình, đó là giáp hồ mệnh nha. Đây là bộ trang bị mà khá là ok mà khi các bạn leo rank đi top nha. Và chắc chắn rồi, mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái phù hiệu cho Ngộ Không, đó chính là vượt hổ mang Thạc Văn Minh, và phù hiệu trung tâm là Ma Tính.
cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình theo dõi cái video clip của mình. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc mọi người vui vẻ trong Noel và ấm áp nhé.